Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Chính phủ hỗ trợ trên TV, mặt trận muốn Thủy Tiên giao luôn tiền. Hôm 24 tháng 10 năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên cập nhật tổng số tiền ủng hộ gửi vào tài khoản của cô đã vượt qua con số 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo cô thì với 5 tỉnh mà mỗi tỉnh vài chục nghìn hộ thì số tiền ấy cũng không phải là lớn, chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Mặt khác, các nhà hoạt động than phiền trên mạng xã hội về sự chậm trễ của các khoản cứu trợ từ chính phủ và các con số trăm tỷ, nghìn tỷ đã công bố hoành tráng nhưng dường như chỉ có trên TV chứ không hề có trong thực tế. Đây là hình ảnh biếm họa của báo Trẻ Online, hình bên trái vẽ ca sĩ Thủy Tiên đi cứu trợ với 100 tỷ đồng, thuyền bên phải là nhóm của Mặt trận Tổ quốc và Ban Tuyên giáo, với lời đề nghị ca sĩ Thủy Tiên rằng hợp tác nhá, bọn anh có đủ cả, chỉ thiếu uy tín thôi. Trong khi ca sĩ Thủy Tiên bày tỏ sự tự tin sẽ sử dụng đồng tiền đúng mục đích, thì đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa ra gợi ý rằng cô nên giao tiền cho mặt trận để tránh cho dư luận khỏi dị nghị. Tiền này có một mình thì Tuyên quyết định và trao tận tay nên không họp hành, không cãi vã và sẽ đến tận tay người dân nhanh chóng. Bà con yên tâm nhé. Thủy Tiên đã viết như vậy trên trang Facebook cá nhân của mình. Trả lời tờ báo Việt Nam Express của nhà nước vào hôm 24 tháng 10 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh khuyên các cá nhân như ca sĩ Thủy Tiên nên giao nguồn lực đã vận động cho Mặt trận Tổ quốc hay Hội chữ thập đỏ để dư luận khỏi hoài nghi. Đặc biệt, khi cá nhân vận động được số tiền lớn lên đến vài chục hoặc hàng trăm tỷ đồng, thì cho dù cá nhân đó minh bạch đến đâu, cũng sẽ có người đặt câu hỏi, cơ quan nào sẽ giám sát sự minh bạch, công khai trong sử dụng nguồn lực đó. Vậy nên, để dư luận không hoài nghi, mỗi cá nhân nên chia sẻ nguồn lực đã vận động được ấy với các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ, v.v. để điều tiết hiệu quả, thiết thực, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh hoài nghi của dư luận. Bà Ánh đã trả lời câu hỏi của phóng viên báo Việt Nam Express về việc ca sĩ Thủy Tiên tự thân vận động và trực tiếp vào vùng lũ để chuyển tiền, hàng hóa đến từng người dân như vậy. Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng nói đến những bất cập trong Nghị định 64/2008 của Chính phủ như không có chế tài về việc không thực hiện đúng quy định. Toàn bộ số tiền huy động được, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm nộp trực tiếp vào tài khoản của Ban cứu trợ cung cấp. Và đề cập đến việc cần thay đổi gì trong nghị định mới về công tác cứu trợ, theo đề nghị của Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Trương Thị Ngọc Ánh đề xuất nên có quy định bất kỳ ai vận động cứu trợ đều phải có tổ chức hoặc lực lượng giám sát đánh giá hiệu quả. Cơ chế giám sát cũng sẽ được xây dựng như việc Mặt trận Tổ quốc hàng năm đều có kiểm toán, Hội chữ thập đỏ có do Mặt trận Tổ quốc kiểm tra hoạt động. Qua đợt quyên góp cứu trợ miền Trung lũ lụt vừa rồi, chúng tôi nhận thấy so với cá nhân thì tổ chức kêu gọi cứu trợ chậm hơn bởi còn đảm bảo đúng quy định khi phát động. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang trả lời báo Việt Nam Express vào hôm 24 tháng 10 năm 2020 và đề xuất nên có quy định bất kỳ ai vận động cứu trợ đều phải có tổ chức hoặc lực lượng giám sát đánh giá hiệu quả. Hơn nữa, hiện các cá nhân, đặc biệt là nghệ sĩ, người nổi tiếng chỉ trong thời gian ngắn kêu gọi được số tiền tương đối lớn bởi ứng dụng công nghệ thông tin. Sắp tới, chúng tôi sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để hoạt động quyên góp cứu trợ đạt hiệu quả và nhanh hơn. Mặt trận Tổ quốc cũng luôn sẵn sàng phối hợp với các nghệ sĩ hay bất cứ ai để cùng thực hiện công tác vận động cứu trợ. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng định như vậy. Được biết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp lãnh đạo và tự cho là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị và xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là thành viên của phong trào chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Về chuyện gợi ý giao tiền cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như vậy, đã có vô số ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ không đồng tình với phát biểu của đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Họ khuyên Thủy Tiên không nên giao tiền mặt cho mặt trận, cách mà nhiều người ví von là giao trứng cho ác. Facebook Bình Minh đã nói như sau.
đưa cho tụi nó ăn thì có, dễ gì tới người dân bị lũ lụt. Còn Facebook Lê Sơn thì cho rằng cô Tiên không có nhu cầu được giám sát, mà bà mới là người cần phải được giám sát, vậy nên im đi để không bị dân rủa vì nuôi tốn cơm. Còn Nguyễn Thanh lại viết tiếp như sau: hơn 10.000 bình luận mà tìm hoài không thấy bình luận nào ủng hộ bà Trương Thị Ngọc Ánh. Bà chẳng hiểu dân tí nào cả. Bà chẳng hiểu nhân dân đang nghĩ gì về cái gọi là mặt trận gì đó của bà. Còn Facebook Huyền Vũ nói với Mặt trận Tổ quốc như sau: giao chứng cho ác ư, dân đã tỉnh ngộ rồi. Bà cứ tử tế đi, sẽ được dân tin. Còn bạn Lâm Phan thì cho rằng: gửi vào chúng nó chia nhau hết đấy, chớ dại Thủy Tiên nhé. Bạn Phạm Duyên thì viết như sau: chỉ có hoài nghi khi tiền được gửi vào Mặt trận Tổ quốc thôi, chứ các cá nhân làm các hoạt động từ thiện, họ làm bằng cái tâm nên không ai lo cả. Sau khi cập nhật con số ủng hộ lên tới 150 tỷ đồng, ca sĩ Thủy Tiên nói sẽ tiếp tục trao tiền mặt và xây nhà cho vùng lũ. Đây là hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên lội nước tặng quà cứu trợ cho bà con vùng lũ. Tối ngày 24 tháng 10 năm 2020, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã cập nhật số tiền kêu gọi quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt lên tới con số 150 tỷ đồng. Cô cho biết sẽ tiếp tục trao tận tay người có hoàn cảnh khó khăn đang cần sự giúp đỡ thật sự. Ca sĩ Thủy Tiên thông tin người dân ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại do ngập đăng ký với trưởng thôn để cung cấp danh sách cho xã và huyện. Sau đó, Thủy Tiên sẽ đăng công khai trên trang Facebook để người dân cùng theo dõi, kiểm tra chéo, xem trong thôn có hộ nào có tên 2-3 lần hay nhà khá giả vẫn nằm trong danh sách hay không. Bởi cô mong muốn trao quà và tiền đúng với người khó khăn đang cần sự giúp đỡ thật sự. Theo đó, có 12 xã ngập nặng ở huyện Hải Lăng cần hỗ trợ mà Thủy Tiên thông báo bao gồm Hải Thượng, Hải Quy, Hải Hưng, Hải Ba, Hải Quế, Hải Dương, Hải Định, Hải Lâm, Hải Trường, Hải Sơn, Hải Chánh và xã Hải Phong. Mọi người ơi, 150 tỷ nghe nhiều, nhưng tổng có 5 tỉnh mà một huyện vài chục nghìn hộ thì tiền hỗ trợ như muối bỏ biển thôi ạ. Tiên sẽ cân nhắc số tiền này làm sao để sử dụng đúng mục đích và có ý nghĩa nhất. Tiền này có một mình Tiên quyết định và trao tận tay nên không họp hành, không bàn cãi vã và sẽ đến tay dân nhanh chóng. Bà con yên tâm nhé, cảm ơn mọi người. Thủy Tiên đã viết như vậy. Và Tiên sẽ dành một số tiền xây dựng lại nhà sập bị lũ cuốn, xây nhà cộng đồng 4-5 tầng tránh lũ, có sẵn thuyền cứu hộ trong nhà cho cả thôn. Hỗ trợ tiền mặt cho các hộ dân vay ngân hàng nuôi trồng nhưng bị lũ cuốn trôi mất sạch, làm cầu đường. Thủy Tiên đã thông tin như thế thêm trên trang Facebook của mình. Báo chí cũng đồng loạt đưa tin Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc tới thăm hỏi và trực tiếp tặng quà cho người dân ở tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, một số hình ảnh bị phê bình là diễn hơi lố và tiền của chính phủ là thuộc ngân sách nhà nước nên không thể coi là từ thiện, vì nguồn tiền từ thiện là từ tấm lòng hảo tâm của người dân chia sẻ khó khăn cho nhau. Đây là hình ảnh vào sáng ngày 24 tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và tặng quà cho bà con ở thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nhà hoạt động Thảo Teresa đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau: cho mình hỏi, thế thì Thủ tướng tự bỏ tiền túi của gia đình ra để ủng hộ người dân đấy à? Tất cả số tiền đi cứu trợ thiên tai, bão lũ của Đảng và Chính phủ đều là tiền ngân sách được lấy từ tiền thuế của dân đóng nhé. Sao các ông cứ mượn hoa cúng Phật mãi như thế nhỉ? Còn nhà báo Nguyễn Tiến Tường cũng đưa ra bình luận ngắn gọn như sau: họ quản trị quốc gia, nói theo ngôn ngữ xưa là làm quan, ngôn ngữ nay là ăn lương của dân để làm việc cho dân và chấp nhận đào thải nếu yếu kém. Ngày 18 tháng 10 dân chìm, thì ngày 20 tháng 10 họ họp. Lụt qua rồi họ họp điều trực thăng. Nước rút rồi họ xuất kho xuồng máy. Dân qua cơn đói khẩn cấp rồi họ xuất lương khô. Rừng họ bảo không nắm diện tích phủ, lũ họ bảo do biến đổi khí hậu. Phản biện họ thì họ lại bảo đừng đụng đến cái gì cũng đổ lỗi cho chính quyền. Họ đồng đảnh như thị mẩu lên chùa vậy đó. Nhà báo Nguyễn Tiến Tường đã nêu ra quan điểm như vậy. Còn từ Hải Phòng, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa góp ý rằng của cho không bằng cách cho. So với câu ca sĩ Thủy Tiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quá rườm rà. Đây là hình ảnh lực lượng công an của Việt Nam đang khiêng một cụ già ra để chụp ảnh cùng Thủ tướng tặng quà hôm 24 tháng 10 ở Quảng Bình. Thủy Tiên tìm đến tận nhà và nói con biếu cô 10 triệu,
người được cho cô nói câu cảm ơn rồi đút tiền vào túi là xong. Thủy Tiên lại đến nhà khác. Nguyễn Xuân Phúc trước đó cũng phải in dòng chữ bằng màu đỏ và vàng trên giấy ngoại, dán vào cái hộp cắt tông mà quà lại không phải là của Thủ tướng, quà từ tiền của dân. Rồi điệu dân đến trụ sở chính quyền, yêu cầu phóng viên chụp hình quay phim mới để người được cho quà mang quà về. Của cho không bằng cách cho. Cái sự giản dị chính là cái nghĩa tình giữa người và người khi giúp nhau. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã nêu nhận định lên như vậy. Còn cô gái ném giày ở Thủy Thiêm, Nguyễn Thủy Dương đưa ra bài phân tích thẳng thắn với tựa đề Một chính quyền thiếu trách nhiệm, không có bản lĩnh chính trị. Vào ngày 12 tháng 10 năm 2020, con nước bao vây Huế, kinh thành Huế chìm sâu trong nước, tính mạng và tài sản của dân Huế như đèn dầu le lói trước gió. Thủ tướng ra công điện khẩn cấp, huy động các bộ ngành hợp tác với nhau có phương án cứu hộ. Xin nhắc lại là lúc ấy mới tẻ le để lên phương án khẩn cấp mà thôi. Hơn 6 ngày sau, cơ quan có trách nhiệm lớn nhất với trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn là Bộ Tài chính mới làm xong tờ trình cung cấp trang thiết bị cho mùa lũ năm nay. Lúc này, con nước ở Huế đã tạm rút, bão đã bạt tai nát Quảng Trị xong và cầm quân đi trấn nước Quảng Bình thành công. Ngư dân Quảng Bình tự vác thuyền đi cứu thị dân, ngư dân cùng đoàn người dẫn đường vượt qua con nước rũ dữ đi vào thôn làng cứu dân trong tiếng gào thét của biển cả dâng cao, con nước đang làm cho thị dân trong mưa bão vất vả. Có ai biết theo luật dự trữ quốc gia thì Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền xuất khẩn cấp hàng trong kho dự trữ nhà nước cho dân vùng lũ lụt, không cần thông qua Thủ tướng, tạm gọi là tiền trảm hậu tấu, nhưng với một điều kiện là phải chịu trách nhiệm trước Quốc hội. Nếu Bộ trưởng Tài chính không kịp có cái nhìn lớn thì Thủ tướng phải trực tiếp chỉ đạo Bộ Tài chính xuất khẩn cấp hàng dự trữ cho dân vùng lũ. Đây là hình ảnh những căn nhà ngập nóc ở Quảng Bình vào hôm 18 tháng 10 và những tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng suốt đêm không hồi đáp. Sự chậm trễ ứng cứu lần này là do cái gì? Nếu không phải là do từ trên xuống dưới sợ chịu trách nhiệm. Đầu tiên, cơ quan chủ quản là Bộ Tài chính sợ trách nhiệm giải trình nên đá qua Thủ tướng. Thủ tướng sợ trách nhiệm nên đá về Tổng cục. Tổng cục sợ trách nhiệm nên đá về Thủ tướng. Thủ tướng quyết định xong đá về Bộ Tài chính. Bộ Tài chính đá về địa phương, đá lòng vòng cuối cùng, nước rút chở bão số 9, có tới thì dùng, không tới thì mang vào kho, cất tiếp. Ông nào cũng thiếu trách nhiệm, không có bản lĩnh chính trị, nhưng tuyệt đối tôi không thấy ông nào có khả năng từ chức. Rồi tới vụ 500 tỷ, kết luận hỗ trợ cho 5 tỉnh vùng lũ, mỗi tỉnh 100 tỷ. Tính đến hôm nay, báo chí lại ra giả, Thủ tướng tạm cấp cho 5 tỉnh 500 tỷ. Có ai thấy số quyết định ở đâu không? Rồi quyết định đó có được công bố trên cổng thông tin điện tử chính phủ hay chưa? Từ ngày 19 tháng 10 năm 2020 đến ngày 24 tháng 10 năm 2020 là mấy ngày? Dân sống ra sao? Hay Thủ tướng nói cho vui, rồi lại ngại giải trình trước Quốc hội nên im im cho dân tự cứu nhau? Đó là chưa kể việc hai hôm nay trước đó đòi xử lý cái đám đi vận động cứu trợ, hay hôm sau đòi sửa nghị định. Thủ tướng mà thay đổi như con gái tuổi dậy thì đất nước biết đi về đâu. Tóm lại là trong mùa bão lũ năm nay, chúng ta đã nhìn thấy một chính quyền mà ở đó không có bất kỳ một ai cảm thán lên một câu cứ xuất kho cứu dân đi, mọi trách nhiệm tôi xin chịu cả. Đấy, bản lĩnh nằm ở đấy, vì dân hay không vì dân nằm ở đấy. Chứ không phải 2 giờ vận động được 2.400 tỷ là oách đâu. 2 giờ Thủ tướng đi vận động đó nằm đúng vào 2 giờ nhân dân bị bão bao vây. Thiệt hại của nhân dân bị bão vây 2 giờ chắc chắn lớn hơn 2.400 tỷ. Bởi vì sự sợ hãi và đau thương của nhân dân định bao nhiêu giá cho đủ. Cô Nguyễn Thị Dương, người trực tiếp đi trao quà từ thiện cho bà con miền Trung đã đưa ra kết luận như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay, thứ Hai ngày 26 tháng 10 năm 2020 với bản tin Chính phủ hỗ trợ trên TV, mặt trận muốn Thủy Tiên giao luôn tiền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.